Nè em kêu là con chó em nó ghiền tắm mưa không tin đúng không? Nè. Let's go, tắm thôi. Đi. Là đợi chú chó thích đi tắm, ngày tắm 2 lần rồi mà chú gọi là bước thẳng ra vòi nước đứng. Khác với những chú chó thông thường, mỗi khi bị bắt đi tắm là trốn chui, trốn nhủi, đến khi ra đến chỗ tắm thì la hét vang trời. Trong khi đó, chú chó trong đoạn clip chỉ cần nghe loáng thoáng nhắc đến chữ tắm là không biết đang làm gì ở đâu, cũng đều có mặt ngay lập tức cùng với con sen tung tăng đi tắm. Thậm chí là chú chó còn ngoan ngoãn đứng yên, không vẫy vùng, không la hét, để mặc thân thể cho con sen muốn làm gì thì làm, muốn chà thế nào thì chà. Không những không cảm thấy đau đớn mà ngược lại chú chó còn cảm thấy thoải mái trên từng cm da. Tại đâu? Cái này. Đúng rồi. Đúng, chỗ đó luôn, đúng rồi, quá xê. Nhìn gì? Nhìn gì? Lần cuối nha. Liệu hồng bao gặp xin đi. Đúng rồi. Đúng, chỗ đó luôn, đúng rồi, quá xê. Đây, coi ấy nha, nhìn nhẹ cái tài đấy nha, xẹp cái vũng nước lèo của chị nha. Đúng rồi. Theo chia sẻ của chủ chú chó, thông thường mỗi tuần sẽ mang chú chó đi giặt 2 lần. Nhưng mà đơn cử có những ngày đặc biệt, vừa mới tắm xong là chạy ra sông, ra vũng nước để mà lăn lộn dưới đất, dưới sình lầy nên phải bế vào giặt thêm lần nữa. Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip đã không khỏi nghi ngờ về sự tồn tại thật sự của chú chó. Nhiều người cho rằng chú chó nhất định làm bằng bông hoặc là robot nên mới có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Một số bình luận được mọi người để lại: ông lấy bàn chải, ổng chà con chó như chà dép vậy trời, thấy ổng chà mà tôi nhót cái ruột luôn vậy á. Chó nhà tôi kêu đi tắm là trốn, không biết đang ở đâu, chỉ cần nghe tới từ tắm là nó biến mất tiêu. Anh có cho bé đi học không, sao mà bé nghe lời dữ vậy? Bé nhà tôi cứ tới đúng giờ là tự bay xuống sông luôn, mới đầu tưởng bị té xuống, cất công đi rình riết rồi mới thấy ẻm tự nhảy xuống sông tắm luôn.